không thể nào chúng ta làm một lần hết được. Chúng ta làm từ từ, từng bước một, từng giai đoạn một. Chúng ta không thể vội được. Muốn đi xa, muốn đi lâu dài, bền vững thì chúng ta phải làm từ từ, từng bước một thì chậm mà chắc. Chắc chắn luôn, chắc chắn là như vậy luôn. Mình muốn được xây dựng sự nghiệp về lâu dài, mình không thể một phát là mình làm được ngay. Giống như nhiều anh chị em chúng ta là rất là khao khát, đam mê khởi nghiệp, ra một phát là lập công ty, thuê nhân viên đầy đủ, rồi khai trương tưng bừng lên, tặng quà, tiếp đón khách hàng tưng bừng. Nhưng mà cuối cùng là xong cái thời gian khai trương, bắt đầu vào bán hàng, không bán được cho ai hết, cuối cùng lỗ luôn cả nhà, thấy không ạ? Đó là cái việc mình muốn ăn liền, muốn làm ngay, muốn có kết quả ngay thì không được. Đúng rồi, chúng ta phải làm từng bước. Mình cảm thấy là thất vọng, là tuyệt vọng thì đó là cũng là chính cái lúc mọi người cần phải có sự thay đổi. Mình tìm giải pháp để mình thoát ra khỏi đó. Không có phương pháp thì người tài cũng lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng trở thành phi thường. Kinh doanh online là kinh doanh ứng dụng công nghệ 4.0, công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo. Nếu ai kịp thời nắm bắt sẽ tạo ra sự bứt phá rất lớn. Trong nội dung của hệ thống công ty Hạnh vào lúc 20 giờ và các tối thứ hai sẽ chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm thực chiến kinh doanh bằng affiliate, tiếp thị liên kết, áp dụng các quy trình, phương pháp kinh doanh bài bản đã tạo ra kết quả lớn như thế nào trong kinh doanh online. Các anh chị hãy ấn tham gia ngay để nhận ID và mật khẩu buổi Zoom nhé. Các anh chị em đang làm bất kỳ lĩnh vực nào, muốn khởi nghiệp kinh doanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, anh chị em đang kinh doanh mà không ra đơn, muốn được kèm cặp quy trình, inbox ngay để em Hạnh chia sẻ nhé.